Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thành Audio để tiếp tục các video. Thì ngày hôm nay đây là em sẽ giới thiệu cho anh em những chiếc quản lý nguồn đến từ thương hiệu Adly, một dòng quản lý nguồn rất là cao cấp phiên bản 2023, có đầy đủ lọc nguồn cũng như là chống cháy chập quá tải cực kỳ hiệu quả cho anh em nhé. Thì trước khi vào video, anh em chưa đăng ký kênh chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thành Audio ạ. Đây, giới thiệu ngay cho các bác những chiếc quản lý nguồn này. Đấy, đến thương hiệu Adly có mã là A8 Pro, một dòng quản lý nguồn đây em sẽ quay cho anh em nhá. Một dòng quản lý nguồn chính hãng đến thương hiệu Adly có tem mác bảo hành điện tử đầy đủ cho anh em. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành cho em 2 năm. Đấy, một đổi một trong vòng 2 năm anh em yên tâm sử dụng nhá. Đây thì những chiếc quản lý nguồn anh em thấy nhá, thiết kế cực kỳ là đẹp. Có 2 ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau. Đấy, tổng cộng là con này sẽ có 10 ổ cắm nhá. 10 ổ cắm, tất cả các ổ cắm đều là ổ cắm đồng. 100% ổ cắm đồng, cắm đảm bảo cho anh em cắm cực kỳ là chặt, chống mo ve rất là tốt cho anh em nhá, lại rất là chặt. Và ngoài ra thì nó có sẽ chức năng là bật tắt từng cổng, ví dụ như anh em có thể bật tắt từ cổng ở đây, rất tiện dụng. Hoặc khi anh em tắt đi thì sẽ tắt từ cổng 8. Đây, tắt lần lượt sẽ từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy, và khi bật lên thì sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Đấy, rất là hiệu quả cho các bác nào đi làm sự kiện nhá, khi mà bật tắt sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Đấy, và đặc biệt nữa là nó có một cái AC63 này, chống cháy chập quá tải cực kỳ là tốt. Khi anh em xảy ra sự cố gì cả, dơ le ở từng cổng này, có một cái dơ le sẽ báo về AC này sẽ nhảy. Nhảy này sẽ đảm bảo cho anh em tất cả các thiết bị điện anh em đấu vào đây được an toàn, không có bị xảy ra sự cố gì cả. Đấy, rất là tốt cho anh em nhá. Và đây em đã mở cho anh em đây. Chiếc quản lý nguồn Adly này em đã mở cho anh em rồi. Để anh em xem nhá. Đây là hàng này đầy đủ có lọc nguồn, các cuộn lọc nguồn đầy đủ cho anh em. Đấy, các tụ lọc nguồn điện vào điện ra lọc đầy đủ cho anh em nhé, rất là chất lượng. Đấy, anh em thấy không, cực kỳ là chất lượng nhá. Đấy, rồi các dơ le, từng cổng có dơ le, khi mà có xảy ra sự cố dơ le này sẽ báo về app này, nó sẽ nhảy ngay cho anh em luôn, nhảy đảm bảo rất là an toàn. Ngoài ra này, các lọc nguồn cực kỳ là chất lượng ở các ổ cắm, đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Và đây đằng sau của nó đây, em quay luôn cho các bác đây. Con này sử dụng này, đằng sau sẽ có 8 ổ cắm là chân đồng, hoàn toàn là chân đồng. Và sử dụng nguồn rất là to nhá, nguồn rất là khủng. Nhiều anh em có hỏi là có cắm được mấy con đẩy không, thì em nói luôn nhá, cắm chịu tải cực kỳ là tốt. Thứ nhất là dây của nó là dây to. Đây, em sẽ quay cho anh em này. Dây rất là khủng, dây rất là khủng. Và cũng như áp này, AC63, chịu tải rất là tốt nhá. Và ngày hôm nay những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn đến từ thương hiệu Adly, được bảo hành cho em 2 năm. Đấy, giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Chỉ có 1.250.000, bên em bao ship cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, anh em mua hàng nhắn tin số cho em, chốt quản lý nguồn A8 đấy, hoặc là chốt quản lý nguồn Adly, 1.250.000 bao ship cho anh em nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đấy, và sẽ hàng này sẽ được bảo hành cho anh em 2 năm, một đổi một trong vòng 2 năm. Đấy, giá rất là tốt nhá. Chỉ có 1.250.000 anh em sở hữu một chiếc quản lý nguồn Adly, rất là tốt cho anh em. Đấy, xin chào anh em nhá.